Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm chả cá thác lát chiên. Với cái cách chiên của mình thì chả cá cho ra rất là thơm luôn, dai và rất là giòn. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay và muốn tìm một cái cách chiên chả cá nhanh, gọn, lẹ tại nhà thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hành lá, hành củ mình đã cắt nhỏ và băm nhỏ rồi ha. Ở đây thì mình có hành phi. Bên cạnh đây thì mình có nửa ký cá thác lát mà mình đã nhờ người ta lấy thịt ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho một muỗng canh hành lá và nửa muỗng canh hành củ. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một muỗng canh hành phi, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, một xíu bột ngọt. Mọi người không ăn bột ngọt thì có thể bỏ qua nha. Một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước mắm, một xíu tiêu, nửa muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì sẽ có tác dụng làm cho cái chả cá của mình nó sẽ không có bị dính khi mà mình nhồi như thế này ha. Mọi người sử dụng cái giá, mọi người miết như thế này nhồi, mọi người nhồi càng nhiều thì cái chả cá của mình nó càng dai nha. Đó, mình cứ sử dụng cái cách nhồi như thế này thì rất là nhanh luôn. Đó, cứ miết hoài luôn á. Miết khi nào mà mình cảm thấy rằng cái chả cá của mình nó dẻ và nó dẻo thì khi đó là chả cá của mình đã đạt rồi nhá. Còn nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn không thích làm như thế này thì mình cũng có thể bỏ vô cái túi ni lông và mình nhồi như mình nhồi bột vậy đó, thì nó cũng rất là dễ. Rồi sau khi mà mình nhồi mà mình cảm thấy rằng chả cá của mình đã kết dính như thế này và dẻo như thế này là đạt rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo dầu và mình tiến hành mình chiên thôi. Cái món này thì không có quá khó, nhưng mà khi mà mình làm cái món này thì mình có thể ăn kèm với cơm, cuốn bánh tráng hoặc là làm món để mình nấu phở, nấu bún đó, bún chả cá cũng được. Còn không thì chúng ta có thể ăn chơi cũng rất là ngon luôn đó. Món này dễ làm nhưng mà mùi vị cho thì rất là hấp dẫn luôn. Mình nhúng cái giá vô dầu như thế này để khi mà mình bắt chả cá thì nó sẽ không có bị dính nha. Đó, khi mà mình cho chả cá vô chảo rồi thì chúng ta sẽ lấy cái giá và mình ém nó xuống một chút để cho cái chả cá của mình nó dẹp ra. Tùy mọi người thích bắt viên tròn cũng được, hoặc là viên dài cũng được, hoặc là mình cắt nguyên cái mạng như thế này. Tại vì ở đây mình chiên cũng tương đối to, để tí mình ăn mình cắt ra từng sợi ăn nó ngon hơn. Và cái cách chiên chả cá của mình đó là mọi người khi mà mình cho chả cá vô rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình chiên từ từ để cái phần chả cá nó chín đều bên trong mà nó có cái độ dai giòn ở ngoài nhé. Khi mà mình nêm ở trong cái chả cá này một ít hành phi thì mình ăn cái chả cá rất là ngon luôn và nó thơm lắm. Đó, mọi người cứ chiên vàng là được nha, mình cứ chở đều hai mặt. Và đây là cái miếng chả cá của mình vừa chiên xong, như vậy là đạt rồi. Mọi người đừng có chiên quá đen nha, quá đen thì nó lại không có ngon. Nhưng mà nhiều bạn lại thích ăn chiên già một chút xíu thì ở ngoài nó sẽ giòn hơn và nó dai hơn. Và đây là thành phẩm của mình nè. Món chả cá này thì mình chiên ngày hôm nay thì mình sẽ ăn chung với tương ớt. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm chả cá chiên tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ. Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.